Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 6 đến ngày 8 tháng 8, bắc bộ mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Bắc trung bộ có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Ngày và đêm mùng 8 tháng 8, vùng núi Trung Du Bắc Bộ mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trong những giờ tới, các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Trên biển, ngày và đêm hôm qua, trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Ngày và đêm hôm 6 tháng 8, Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, Vịnh Bắc Bộ từ 1,5 đến 2 m. Ngoài ra, Bắc Vịnh Bắc Bộ mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm mùng 7 tháng 8, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, bắc và giữa biển đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn người dân nên chủ động phòng tránh bão nguy hiểm sắp tới sơ tán tới những nơi đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong những ngày mưa bão sắp tới